Thông tin tiếp theo về vụ án mang thai hộ có sự tham gia của bác sĩ sản khoa ở Hà Nội. Vào sáng nay, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết bác sĩ Nguyễn Danh Hòa bị khởi tố với cáo buộc giúp một đôi tình nhân có con trai nhờ biện pháp mang thai hộ. Theo đó, nam bác sĩ sản khoa 59 tuổi cùng Nguyễn Thư và Phạm Ngọc Thảo bị công an Hà Nội khởi tố để điều tra về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Theo cơ quan điều tra, ngoài 460 triệu đồng chi cho hai phụ nữ đẻ thuê, cặp đôi phải trả cho nhóm môi giới và bác sĩ 519 triệu đồng. Thảo thư và bác sĩ Hòa đã chia nhau số tiền này. Cảnh sát cho biết bác sĩ Hòa làm cộng tác viên cho nhiều bệnh viện khác nhau trên địa bàn, ông mở một phòng khám tại nhà nhưng không có giấy phép hoạt động. Thảo từng sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nên quen bác sĩ Hòa, chị ta cũng thường tham gia các diễn đàn về sinh sản để tìm hiểu phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và quen biết thêm thư thảo và thư sau đó tìm người có nhu cầu mang thai hộ và đẻ thuê để môi giới kiếm lời đưa đến gặp bác sĩ hòa làm thủ thuật cấy phôi những khách hàng không đủ điều kiện ba người sẽ hỗ trợ làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa đưa vào bệnh viện tạo phôi thai tiền kiếm được cả ba cùng chia nhau hưởng lợi